Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái game Hollow Knight. Hôm trước mình đã đi tới đây rồi. Mình sẽ đi lại, mình sẽ không đi con thuyền đó. Ok, có bản đồ rồi. Còn khá là nhiều nơi chưa đi. Giờ mình sẽ lên trên đây. Thế này đi vòng vòng hồi là không biết đường đi á. Trâu ghê luôn, có đồ đỡ nữa chứ. Không biết tại sao nó vô trong kia nữa. Ây da. Không mẹ nó. Cái này đi vô rồi. Mình về con chùm đây rồi. Không ai cả. Ở đây là đường bí. Mình đang đứng ở dưới đây. Mình đang đứng ở chỗ này, gần cái dòi dòi. Trên có sụt kìa. Này làm sao để đi qua để mở được cái bên đây đi trời. Cái bản đồ này nó không thể hiện rõ cho mình biết là mình space. Nó không thể hiện rõ cho mình biết mình đang ở đâu. Đang ở vị trí chính xác là đang ở đâu. Nhưng cái việc mò đường là rất là mệt. Anh chỉ có thể dựa theo theo cái cảm tính thôi. Hết đường đi rồi. Văng tùm lum hết. Khỏi lượm đi. Chỗ xe này nữa. Tima Valava. Đi thử coi.
Mình lại đây, lại cái chỗ của ông này. Mua đồ. Devil name, Mas. Patamas Chio. Gì đây? À, Masad. Cái này chạm. Đang có 300. Mình đang có 300. Mua thử coi. Một mảnh ghép. Patamas Chio. 550. Này bị lỗi nè. Mua rồi trắng bóc luôn. Udula Nato. Papa nada. Cái này ok là cái ghế. Làm sao đây? Bắt ra đây. Nó hiện lên mình chơi bản đồ nè. Cái này tiện ghê chứ. Cho mình biết mình đi đâu. Không đi qua được. Không nhận mua cái này tốn tiền ghê ha. Ok. Nó sẽ hiện mình ở đây. Thu thập lại từ đầu. Nhưng mà nhìn cái này nè. Nhìn cái cục này nè. Cục mình chém nè. Nhìn y chang như là cái đập con cư á nha. Không ý gì nhưng mà nhìn thấy nó giống thiệt chứ. Nè. Giống không? Chúng ta đang ở đây.
Ui da, mình chút bởi đầu. Và chúng ta đang ở đây. Ô, có một boss à? What the fuck? Ô, ô. Ai da. Trời, có bảy bụng rồi nữa không? Má ăn chùm bệnh thiệt. Cú đó. Oh yeah. Cái gì đây? Đây cứu rồi nó rồi. Giờ mình đi xuống dưới. Nãy mình đi ở trên, giờ mình đi xuống dưới. Đây có gì không? Ồ, hành động bí mật. Hey. Trên này có gì không? Wow, xem chút nữa bị rớt. Nó không có bản đồ cho cái chỗ này. Cái này cho nó rớt lại. Sao nó không sập? Nó không sập ta? Ok. Chúng ta sẽ quay lại đó sao? Giờ mình sẽ đi qua farm xong đi xuống. Quên đây. Chúng ta có đường bí mật nữa. Thằng này nó nhảy điên lắm nè. Ui.
nhiều đường bí mật quá ta. Ôi, chỗ này luôn à. Nhiều vàng quá. Nên đi phía trên. Phải nhảy xuống dưới rồi. Hoa, tân chất là. Choco, look at this. Bên đây coi như thế nào. Giờ lên trên đây đây. Ui, không lên được. Ui da. Nước, nước. Cái nước này, cái nước này bốc. Ồ, cái nước này xuống là chết đó nha. Ồ, xém dính đi đích. Rồi, giải cứu được hai con sâu rồi. Chúng ta sẽ quay lại. Wow. Nhiều. Nhiều quá. Ê. Cái quỷ này đánh nó rớt xuống nữa. Ê, mất rồi. Mẹ là thiệt. Ây da.
Không xin chết. Không thấy bay lên trên kia nữa. Ở đây hết đường rồi. Tiền nhiều quá. Chùm nữa. Ok, xe ở đây. Chúng ta ở đây làm gì trời? Không có gì đây hết gì. Chỗ cái ông này nó khóc rồi ta. Ê. Ôi rớt chứ sao lầm. Rớt vào trong không vậy? Ây da. Nói ham tiền chết á. Mình cần trả nhiệm vụ cho ông kia. Má. Mình trả nhiệm vụ cho cái ông khóc lóc hồi nãy. Còn bây giờ đâu có tiêu rồi. Thank you.
Đây có gì đây? Này mình quá rồi mà. Nán ghê ta. Mình rất biết mình đâu. Ủa, qua chỗ khác rồi nè. Phút này là chứa bản đồ. Không vô đi được. Ôi da. Chạy chạy chạy. Ô đệt, còn con sâu trên đó. Sao giải cứu ở đây? Con sâu trên đó sao giải cứu nó? Option keyboard dash left shift super dash hack dream nail z. Chưa mua cái skill nên mình chưa xài được hay sao á. Lát nữa quay lại chỗ này.
chỗ này, nhớ rồi nha. Cái này kiểu như đi farm để đủ tiền xong rồi mình mua kill hơn rồi mình mới đi được mấy chỗ kia quá. Dạ. Hả? Wow. Mình nên lắp được cái gì vậy ta? Farm đủ tiền để mua cái kill dash. Giờ mình bấm kill dash đâu rồi đâu. Phải farm để có tiền để mua kill dash mới được. Ý con sâu trên kia. Nó trên đây nè. Ô mà mình phải kill dash mới được. Cái trò vàng à. Mình cứu mấy sầu con đó, nó cho vàng. Là còn hai con nữa. Cái chỗ này đi qua. Nhớ rồi. Cứu hai con của nó nữa. Yeah. Bây giờ mình cứu hai con, mua bộ skill mình cứu hai con nữa.
ba phần nào ta? Update map này. Này để biết được cái chỗ nào mà mình sell. Mà mình đang cần mua kill dash. Nó không đủ đến là ấy không nhầm không có đủ cái kỹ năng là thua. Chỗ này đi xuống đi con này. Người sớm một khác không ta? Hay chỉ có mỗi cái shop thôi. Đây có một cái shop. Patmos Chiyo. Cái này là cái key. Cái key để mình có thể mở được cái cửa này. Trời ơi, 950 lượng. Nói mắc quá. Mắc quá. Nó mắc quá không mua nổi. Giờ mình phải mua cái mấy cái update cho cái map để mình có thể dễ dàng đi farm hơn. Trời ơi, má chơi game này phải đi farm nữa chứ mới ghê chứ hơn chơi game online nữa. Chịu nổi không? Sell là trước. Ba phần nào ta? Này một cái 100. Một cái này đi. Một cái sau cái bờ. Má nhiều. Nhiều thứ muốn mua. À, cái này để đánh dấu là mình đã đi được tới cái phải hết tiền rồi. Giờ phải đi farm tiếp. Farm rồi. Đó. Giờ phải đi farm tiếp.
thô trứng nè. Ồ, map update hết trơn rồi đó. Bây giờ mình thể thấy hết trơn luôn rồi nè. Giờ mình farm xong mà được cái skill đát đi. Thôi, video cũng dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì tôi sẽ cố gắng up những cái phần tiếp theo mới nhất cho các bạn xem ở cái game Hollow Knight này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. À, và nhớ nhấn like, share và subscribe ủng hộ channel tôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn.